Làm sao để bé sơ sinh tự ngủ và mẹ có nhiều thời gian để dành cho bản thân mình hơn để nghỉ ngơi. Cái giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh và cảm xúc của trẻ sơ sinh. Ngoài ra, việc trẻ sơ sinh thường có những cái giấc ngủ ngắn, không sâu, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người mẹ. Vì vậy, rèn trẻ sơ sinh tự ngủ là một cái việc cần thiết. Thực ra thì khi mà mình sinh bạn Leo ra, mình vẫn chưa có kinh nghiệm để rèn cho bạn Leo cái việc tự ngủ. Mình đã cần phải đọc thêm sách để có thể rèn bạn đấy và đồng thời là tìm hiểu các cái kinh nghiệm trên các hội nhóm để rèn cho bạn Leo cách tự ngủ và ngủ xuyên đêm như thế nào. Mình đều phải tìm hiểu qua các phương tiện cũng như là đọc thêm sách rất là nhiều. Và cái lúc bạn ấy không tự ngủ được á, thì mình chăm bạn ấy cũng may là có thêm cả bà nội và bà ngoại hỗ trợ mình chăm sóc nữa, nhưng mà cũng khá là vất vả với bạn đó. Cho nên là mình khi mà bạn ấy được tầm 3-4 tháng, mình đã tìm hiểu được và mình áp dụng cái phương pháp rèn ngủ cho bạn ấy. Sau đó thì bạn ấy ngủ xuyên đêm và giúp cho mình có được cái sức khỏe khá là tốt sau đó. Thì khi nào nên rèn trẻ tự ngủ? Cái giai đoạn 3 đến 4 tháng đầu đời chính là cái thời điểm thuận lợi để giúp cho trẻ hình thành cái nếp ngủ ngoan. Khi trẻ có thể tự ngủ mà không cần sự giúp đỡ thì chúng sẽ làm giảm cái sự khó khăn khi dỗ trẻ ngủ hoặc là đánh thức trẻ dậy. Hầu hết trẻ từ lúc mới sinh đến khi lên 2 thì đều ngủ nhiều hơn là thức. Trẻ ngủ từ 16 cho đến 18 giờ mỗi ngày nhưng thường ngắt quãng bởi những cái lần dậy để bú. Nguyên nhân chủ yếu là do dạ dày của trẻ còn nhỏ nên là không chứa được nhiều thức ăn. Sau 2 đến 3 giờ trẻ cần được bú no và chìm lại vào giấc ngủ. Đối với trẻ đủ tháng, khỏe mạnh nhưng ngủ nhiều hơn 3 giờ một giấc cũng không phải là điều cần lo lắng đánh thức trẻ dậy. Ngược lại, nếu trẻ thức giấc thường xuyên thì cũng chỉ là giai đoạn tạm thời vì từ 3 tháng tuổi dạ dày của trẻ đã lớn hơn và chứa được nhiều thức ăn hơn, đồng nghĩa với việc là giấc ngủ của trẻ cũng sẽ dài hơn. Như thế nào là một trẻ tự ngủ độc lập? Thì được đánh giá bởi những cái yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên là trẻ có thể ngủ liền mạch từ 6 cho đến 8 tiếng suốt đêm. Có thể tự ngủ tiếp sau khi thức dậy lúc nửa đêm mà không cần sự hỗ trợ của cha mẹ. Khi trẻ đạt mốc 6 tháng tuổi thì có tới 60% trẻ có thể tự ngủ độc lập. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cha mẹ có thể thực hiện một số điều để giúp trẻ có thói quen ngủ độc lập khi trẻ đã thực sự sẵn sàng. Và những cái nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc khi đi ngủ là gì? Trẻ em rất là nhạy cảm và thường có những cái giai đoạn rất là hay khóc khi đi ngủ. Việc hiểu được các nguyên nhân thường gặp cho việc này thì sẽ giúp cho mẹ có các cái phương pháp giúp trẻ vượt qua và có một cái giấc ngủ ngon hơn. Các nguyên nhân thường gặp thì gồm có là đầu tiên là về độc lập. Một cái biểu hiện của sự độc lập đang dần hình thành trong trẻ là khi trẻ khóc và không muốn đi ngủ. Phụ huynh cần dỗ trẻ bằng cách cho trẻ quyền lựa chọn như là ôm gấu bông, búp bê đi ngủ, tùy vào sở thích của trẻ mà cho trẻ cơ hội chứng tỏ tầm quan trọng của mình. Điều thứ hai đó chính là sợ hãi. Một số trẻ thì có nỗi sợ với bóng tối, cho nên là đêm tới thì thường quấy khóc, khóc giữa đêm khi tỉnh giấc. Lúc này thì việc ôm và vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ, dần dần khiến cho trẻ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn và nỗi sợ bóng tối sẽ biến mất. Thứ ba đó chính là mệt mỏi. Việc ngủ quá nhiều hoặc là không ngủ đủ vào ban ngày sẽ khiến trẻ mệt mỏi, hiếu động quá mức vào ban đêm. Có thể bé cần vận động nhiều hơn vào ban ngày để có giấc ngủ ngon hơn vào buổi tối. Trẻ có vấn đề về sức khỏe. Những vấn đề thường gặp đó chính là mọc răng, đói hoặc là khát. Trẻ sắp ốm hoặc là trẻ bị dị ứng hoặc là côn trùng đốt.
Thì tất cả những nguyên nhân này đều cần sự kiểm tra và giúp đỡ của phụ huynh để giúp trẻ giải quyết các vấn đề sức khỏe nhằm có một cái giấc ngủ ngon hơn. Thì cách rèn trẻ tự ngủ ngon như thế nào? Có phải là có rất là nhiều mẹ quan tâm về cái cách để khiến cho trẻ có thể tự ngủ ngon? Thì có 3 cái phương pháp mà mẹ có thể áp dụng với trẻ từ 3 cho đến 4 tháng tuổi để tạo môi trường rèn luyện thói quen ngủ độc lập cho trẻ. Đầu tiên là phải làm rõ cái sự khác biệt giữa ngày và đêm. Thứ hai, đó chính là đặt trẻ xuống giường khi trẻ buồn ngủ nhưng vẫn còn thức. Thứ ba là bắt đầu chu trình ăn, chơi, ngủ. Thì cái việc đầu tiên là cái việc mà làm rõ ràng giữa nhịp ngày và đêm. Thì cái này theo cái kinh nghiệm của bản thân mình, tức là khi mà mình sinh bạn Leo ra thì trong 3 tháng đầu tiên mình đã quên mất cái điều này, mặc dù mình đã từng đọc sách trước đó. Nhưng mà khi mà có một em bé xuất hiện, mình đột nhiên là mình đã quên mất cái việc là phải rèn cho bé là giúp con phân biệt ngày và đêm. Mình đã không làm điều đó. Và đến khi mà bạn Leo được 3 tháng thì mình mới bắt đầu làm cái điều đó. Và thật may mắn là trong vòng 1 tuần liên tiếp mình thực hiện là 6 giờ sáng mình đã bật hết điện và mở hết các cửa phòng hoặc là kéo rèm ra để phòng sáng nhất có thể, để giúp con phân biệt rằng bây giờ là buổi sáng rồi và mình sẽ nói chuyện với con yêu ơi, ngày mới bắt đầu rồi, mình dậy thôi, và giúp con phân biệt ban ngày như vậy. Và đến khi mà buổi tối thì từ 6 giờ tối mình đã tắt điện và cho bạn đấy ăn lần cuối, là từ 6 giờ tối cho bạn đấy ăn. Và mình trước khi mà cho bạn Leo ngủ thì mình thường xuyên nói với con những điều ngọt ngào và chúc con ngủ ngon, bây giờ là chúng ta sẽ đến giờ đi ngủ. Mình sẽ nói với con như thế, mặc dù con mới 3 tháng tuổi nhưng mà mình cũng sẽ nói để con nhận biết được, và tắt hết điện đi để cho con ngủ. Thì cái việc mà trẻ sơ sinh ấy chưa thể phân biệt được rõ ràng sự khác nhau giữa ngày và đêm thì khiến trẻ hay thức giấc vào ban đêm, và có trẻ thì ngủ suốt vào ban ngày. Thì mẹ có thể giúp trẻ điều chỉnh cái giấc ngủ vào ban đêm sẽ nhiều hơn vào ban ngày bằng một cái số cách như sau. Giữ cho cái căn phòng của trẻ ngủ thật là ít ánh sáng vào ban đêm. Không cần thiết là phải hoàn toàn tối, như bản thân mình thì mình có để một cái bóng ngủ nhỏ nhưng mà là ở một cái góc xa so với cái chỗ của bé ngủ, bởi vì là cần đêm thì vẫn cần phải kiểm tra con nên là mình có bóng ngủ thì vẫn thuận tiện hơn, và chỉ bật ánh sáng dịu nhẹ nếu mà trẻ cần được chăm sóc. Thứ hai đó chính là đáp ứng cái nhu cầu của trẻ nhanh chóng khi mà trẻ khóc, như là vỗ về hoặc là cho bú khi mà có thể. Thứ ba đó chính là ban ngày thì mẹ cần chơi đùa trò chuyện với trẻ sau khi mà trẻ ăn, còn buổi đêm thì chỉ vỗ về nhẹ nhàng và dành việc chơi đùa cho ban ngày. Điều thứ hai là đặt trẻ xuống giường khi mà trẻ đã buồn ngủ nhưng mà vẫn thức. Thì trong 3 đến 4 tháng đầu đời cần áp dụng cái phương pháp này để giúp trẻ hình thành thói quen không chờ mẹ vỗ về vào ban đêm. Các thói quen khi ngủ cũng làm tăng cái cảm giác buồn ngủ và giúp trẻ ngủ lại dễ dàng khi bất chợt tỉnh giấc nửa đêm. Vì vậy mà mẹ cần lựa chọn cái phương pháp ngủ phù hợp để dễ thực hiện với bản thân, như là vỗ về, hát ru để tập cho trẻ thói quen khi ngủ. Việc để trẻ ngủ trên tay khi mà đung đưa thì sẽ khiến trẻ hình thành thói quen là chỉ chịu ngủ khi được bế và đung đưa. Cha mẹ cần cân nhắc việc tạo cái thói quen này vì trẻ cũng sẽ khó ngủ lại được nếu như mà không được bồng ru khi thức dậy vào ban đêm. Vì là có ngày xưa thì các bà đều nói là trẻ mới sinh ra cần được ủ ấm và cần được ngủ bế trên tay đúng không? Nhưng mà không, một bạn nhỏ mới sinh ra thì bạn ấy chỉ có nhu cầu là ăn ngủ và chơi, không hề có cái nhu cầu bế ru hay bế rong gì cả. Nên là các mẹ hãy tìm hiểu thật kỹ cái phương pháp và để tránh cho việc là sau này, tuy rằng là hiện tại con đang trong vòng 3 tháng đầu tiên vẫn rất là ngoan đúng không, có thể bế bồng được đúng không, nhưng mà sau khi mà bạn ấy lớn lên,
Lúc nhỏ mình vẫn có thể bế Du trong vòng 30 phút, 1 tiếng. Nhưng mà khi bạn đấy 6, 7, 6 cân, 7 cân, 8 cân, thậm chí là 10 cân, thì các mẹ có bế con 30 phút để Du con ngủ được hay không? Thì mình cần phải cân nhắc thật kỹ ngay từ khi bạn đó vừa sinh ra để có thể rèn cái giấc ngủ cho con, và sau này để đảm bảo là cả nhà đều vui vẻ nha. Chứ cứ đêm đến mà phải bế Du như thế thực sự là mệt mỏi. Thật sự là mệt mỏi. Điều thứ ba là mình nên bắt đầu cái chu trình ăn chơi ngủ. Khi mà mọi việc tiến triển thuận lợi thì hãy thực hiện mọi việc theo cái trình tự giống nhau mỗi ngày. Cho ăn, chơi, ngủ một chu trình nhất quán như vậy thì sẽ giúp trẻ lập trình được cái giấc ngủ của mình. Ngoài ra thì một số thói quen sai lầm cũng khiến trẻ khó ngủ vào ban đêm. Không hiểu rõ tầm quan trọng của giấc ngủ ngày, một số cha mẹ thì ngăn con ngủ vào ban ngày vì mong muốn trẻ ngủ nhiều hơn vào ban đêm, nhưng điều này thực tế là không hiệu quả vì sẽ khiến trẻ mệt mỏi và khó đi vào giấc ngủ đêm hơn. Ăn đêm. Từ 6 tháng trở đi thì hầu hết trẻ không cần bữa ăn đêm để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên thì vẫn có trẻ cần bữa ăn này. Nếu như cha mẹ cảm thấy thoải mái hơn với việc cho con ăn đêm ngoài 6 tháng thì vẫn có thể duy trì bú đêm cho trẻ để duy trì nguồn sữa mẹ. Cái này thì như mình được tìm hiểu và mình cũng đã từng áp dụng với bạn Leo nhà mình, thì trẻ đạt cân nặng từ 6 cân trở lên thì trẻ đã có thể ngủ xuyên đêm mà không cần dậy ăn đêm. Và bạn Leo nhà mình thì từ 3,5 tháng bạn đấy đã tự động cắt tia đêm, bởi vì là ban ngày mình đã cho bạn đấy ăn đủ bữa rồi. Đã cho bạn ấy ăn đủ sữa rồi, cho nên là ban đêm bạn ấy không cần ăn nữa mà chỉ cần ăn một lần duy nhất trước khi đi ngủ, và sau đó thì bạn ấy ngủ xuyên đêm. Cho nên là nếu như mà cảm giác là cả mẹ cả con đều thoải mái với điều này thì hãy áp dụng. Còn nếu mà cha mẹ cảm thấy là con vẫn cần cung cấp vào ban đêm thì có thể là vẫn cho con ăn, nhưng mà có một điều là nếu như mà trẻ thức giấc vào ban đêm thì sẽ làm cho cái quá trình trao đổi chất cũng như là phát triển của bé sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì là các bác sĩ khuyên rồi, nếu trẻ có thể ngủ xuyên đêm thì cho trẻ ngủ xuyên đêm để hỗ trợ cho quá trình phát triển của bé tốt hơn. Và trẻ cần cung cấp đủ cái lượng kẽm, nguyên tố ngày để trẻ ăn ngon, đạt cái chiều cao và cân nặng đúng, chuẩn và vượt chuẩn. Kẽm đóng vai trò tác động đến hầu hết các quá trình sinh học trong cơ thể, đặc biệt là quá trình phân giải tổng hợp axit nucleic, protein. Các cơ quan quan trọng trong cơ thể khi mà thiếu kẽm thì có thể dẫn đến một số cái bệnh lý, ví dụ như là rối loạn thần kinh, dễ sinh cáu gắt, vân vân. Vì vậy mà cha mẹ có thể tìm hiểu về cái vai trò của kẽm và hướng dẫn bổ sung kẽm hợp lý cho bé. Ngoài kẽm ra thì cha mẹ cũng cần bổ sung cho trẻ các loại vitamin và khoáng chất quan trọng khác, ví dụ như là lysine, chrome, vitamin nhóm B để giúp con ăn ngon, có hệ miễn dịch tốt, tăng cường cái đề kháng và ít ốm vặt hơn. Thì trên đây là những cái mà mình tìm hiểu được cũng như là kinh nghiệm từ bản thân mình về việc là giúp cho con ngủ, tự ngủ và ngủ xuyên đêm như thế nào. Thực ra thì những cái yếu tố này vẫn phụ thuộc vào người mẹ là chủ yếu, bởi vì mẹ là người ở gần con và quan sát con nhiều nhất. Cho nên là mẹ hãy chọn cái phương pháp nào để cả hai mẹ con đều vui vẻ và thoải mái. Và nếu như mà mình có ở cùng với ông bà mà ông bà có cái cách suy nghĩ của ngày xưa và không còn phù hợp với mình á, thì mình cũng cần phải đấu tranh để có thể giúp cho hai mẹ con sau này ra ở riêng thì cũng có thể có cái cuộc sống nhàn hơn. Nó thật là nhàn hơn. Bởi vì khi mà lúc nhỏ ấy, mà mình xin kể một cái câu chuyện này, là cháu của mình, bạn đấy từ nhỏ đều được là bế Du để ngủ, sau đó thì mới đặt. Và đến khi mà bạn ấy 2 tuổi,
2 tuổi rồi. Bạn ấy vẫn bắt mẹ bế ngủ ha. Bạn ấy vẫn khóc rất là nhiều và bắt mẹ bế ru ngủ 30 phút. Mà bạn tưởng tượng, các bạn tưởng tượng là 2 tuổi là bạn ấy 11, 12 cân. Mà bạn ấy vẫn là khóc và đòi bế ru ngủ. Phải bế ru 30 phút rồi mới ngủ, rồi mới đặt được. Đêm vẫn bị dậy để uống sữa. Thì như vậy có phải là vất vả đúng không? Nên là mình khuyên là các mâm hãy tìm hiểu thật kỹ và rèn con từ sớm, để có thể là con thì ngủ ngon giấc hơn, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Mẹ thì cũng được đảm bảo về sức khỏe hơn. Bởi vì nếu như mà người mẹ mà cứ phải bế ru con như thế, vừa mới sinh xong mà phải bế ru con, bế ru 1 tháng 2 tháng thì không sao đúng không? Nhưng bế ru nhiều tháng hoặc là cả năm thì ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ nhiều. Nên là nếu mà mẹ muốn nhà thì đầu tiên là mình phải có một cái tinh thần thép để có thể là đấu tranh với những cái điều mà nó không phù hợp với con mình và cách dạy con của mình, và giúp cho mình có được cái sắp xếp công việc cũng như là để lấy lại sức khỏe thật là tốt sau khi sinh. Nên là các mẹ hãy, mình cần phải cân nhắc thật là kỹ cái việc rèn giấc ngủ cho con từ sớm nhé. Cảm ơn các mam đã xem video của mình.